Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 7, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và ông Trần Hữu Hậu, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội có buổi tiếp xúc với hơn 160 cử tri các xã trên địa bàn huyện Bến Cầu. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe thông cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Sau 27,5 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với khối lượng công việc rất lớn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là công tác nhân sự, thông qua 11 luật, cho ý kiến về 11 dự án luật và nhiều nghị quyết quan trọng. Tại buổi tiếp, cử tri các xã kiến nghị cần có thêm chính sách hỗ trợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với công nhân, cần lắp đặt thêm một trụ ATM tại xã Long Giang hoặc Long Khánh đáp ứng nhu cầu của người dân và kiến nghị thêm một nội dung về lĩnh vực đất đai.